Chào hai cha con. Theo như lúc trước chị được biết là hai cha con chị gặp mà hai cha con là ở trong một cái mái ấm của Camelu. Thì chị cũng không hiểu tại sao là hai cha con lại ở trong mái ấm Camelu. Thì em có thể nói qua cái hoàn cảnh của hai bố con được không? Dạ, tại vì hồi trước khi mà ba em bị bệnh thì hai cha con vẫn cứ ở nhà mướn. Sau đó thì ba bị bệnh, họ thấy ba em bị bệnh nằm liền một chỗ, chủ nhà không cho em ở. Em chuyển từ nhà này tới nhà khác, chuyển hoài cái một có một người chị em là có một cái mái ấm có thể cho ba hai cha con ở, nên em chuyển ba em như em đó. Em cho chị biết là hai cha con ở quê quán ở đâu mà vào trong Sài Gòn để ở mướn? Dạ, ba em thì trước đó là từ miền Trung vô đây, rồi sau đó lập gia đình rồi sinh em ở đây. Dạ. Cho chị hỏi là hai cha con là ở miền Trung vô đây, thế bây giờ có còn bà con thân thích hay là họ hàng gì đó không mà sao chị không thấy có người thân người quen gì hết? Lúc đó là ba em còn trẻ nên từ miền Trung vô đây là họ hàng ở ngoài đó không có liên lạc gì với người ta hết, với lại ba em cũng không kể gì hết, nên vô đây em cũng biết một mình cha em thôi. Thế em cho chị hỏi là khi mà hai cha con vô đây ở mướn thì ba em làm nghề gì để nuôi em ở trong thành phố Hồ Chí Minh này? Dạ, ba em đạp xích lô. Em cho chị hỏi là thế mẹ em đâu rồi? Mẹ em bỏ em từ lúc nhỏ rồi, lúc xíu à. Cho đến bây giờ thì em đã gặp mẹ em bao giờ chưa? Lần nào chưa? Dạ, chưa. Thế cho chị hỏi là ba em bị mổ sọ não này từ khi nào và nguyên nhân vì sao mà mổ? Ba em mổ từ năm 2007, tại vì bác sĩ nói là đi làm việc căng thẳng quá nên đứt dây thần kinh, bị xuất huyết não phải mổ. Cho chị hỏi là thế cái lần đầu tiên mà mổ vô trong bệnh viện á, thì nằm ở trong bệnh viện là nằm ở bệnh viện nào và ai là người giúp đỡ cho hai cha con để mổ? Giờ nằm trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Lúc đó thì mọi người ở chung quanh là hàng xóm, ủy ban nhân dân, rồi những người nuôi bệnh nhân ở trong bệnh viện, bác sĩ cũng biết nữa. Rồi em có viết đơn để xin bệnh viện miễn giảm, nên em có tiền chữa bác cho ba. Rồi sau đó hai cha con mổ xong thì sau cái lần mổ thứ nhất thì hai cha con về đâu ở? Dạ, cũng về cái nhà trọ lúc trước ở. Rồi mà sau đó thì người ta nói là ở được một tháng thì người ta nói là sắp sửa nhà nên em phải chọn chỗ khác. Rồi ở chỗ khác thì người ta cũng nói là sửa nhà rồi cũng phải bắt em đi chỗ khác, đi rất là nhiều nơi. Rồi sau đó mới vô mái ấm. Rồi ở trong mái ấm rồi cô Mỹ mới biết là cô gặp lại cô Mỹ. Lúc đó trước đó là em đã biết cô Mỹ rồi, gặp lại cô Mỹ thì cô Mỹ mới dẫn cái nhà này lên cho ba về đây ở. Em cho chị hỏi là mỗi lần thứ nhất là ba bị xuất huyết não, còn lần thứ hai là tại sao là ba lại mổ lần thứ hai? Dạ, cái thời gian mở trong mái ấm thì cũng có nhiều ân nhân tới để góp tiền lại. Lúc đó cái đầu của ba em cũng giống như vậy, cũng mốt một bên, thì ân nhân mới thấy vậy mới góp tiền lại để ủng hộ cho ba em đi ráp sọ lần nữa. Đi ráp sọ thì sau cái lần ráp sọ thì mới cái đầu mới tròn lại, mà không có bị nhiễm này nọ, nhưng mà lại bị nhiễm trùng. Đó là cái lần mà chị vô bệnh viện. Cái sau lần hai là mổ là tháo cái hộp sọ ra, lép ráp cái hộp sọ. Lần trước là mổ là tháo cái hộp sọ ra đúng không? Thế xong lần thứ hai mổ là ráp cái hộp sọ lại. Thì cái lần thứ nhất là hai cha con ở nhà mướn, rồi sau đó là mổ lần thứ hai là vô máy ấm ở, và lần thứ ba thì là mổ là do bên chị giúp đỡ cho tụi em, cho hai cha con. Thì chị biết được thì chị giúp đỡ cho hai cha con. Thì em cũng biết chị là ở bên tổ chức DFRO, của tổ chức phi chính phủ của Canada rồi.
Thì cái chính tổ chức này là do chị Đỗ Thị Minh Hiếu, chị đã thành lập lên cái tổ chức này với cái trọn vẹn ước mơ là chị muốn chia sẻ cho những trẻ em khuyết tật mồ côi, những hoàn cảnh khó khăn, những người nghèo. Và hai cha con đã được tổ chức giúp đỡ là chị Thị Minh Đỗ Thị Minh Hiếu và mọi người giúp đỡ ở trong tổ chức giúp đỡ, thì em thấy em có cảm giác như thế nào? Vì em giống như mọi lần có một ân nhân nào đó đến giúp đỡ hai cha con em thì em rất là mừng, để có thể trang trải được cuộc sống rồi lo cho ba em có sức khỏe. Em chỉ cảm thấy vậy thôi chứ em không biết nói gì hơn nữa.